thì được biết đến cái chương trình năm 2018 của Fshop, thì được sự ủng hộ của rất là nhiều chị em trong khối VA, đã vinh dự được chị em ủng hộ để tham gia cuộc thi Nam Vương 2018 của Fshop lần này. Thêm thì yếu tố giúp em chiến thắng trong ngày hôm nay đó là biển cảm, bởi vì em nghĩ là em đã tất cả những cái khả năng mình có, mặc dù rất là ngại và rất là vậy khi mà lần đầu tham gia với những cuộc thi như thế này, nhưng mà em đã vượt qua những yếu tố tâm lý của mình để có thể lên sân khấu và trình diễn bằng tất cả khả năng của mình. Thực sự thì hôm nay em gặp những đối thủ rất là cả cứng, chẳng hạn như bạn Á Vương 1, Nguyễn Đăng Bình từ phiên 1, hay là bạn Hùng đến từ đời 72, hay là những ứng cử viên rất là tiềm năng, các bạn đều có vẻ đẹp và có tài năng của mình trình diễn ca hát rất là tuyệt vời. Thực sự thì mình rất là vui và hạnh phúc với cái giải thưởng hôm nay. Trước khi tham gia cuộc thi này thì tâm lý cũng chỉ là tham gia vui là chính, và rất là vui vì mọi người tin tưởng ủng hộ, và đến hôm nay đạt được cái giải thưởng là một thành công lớn lao ngoài mong đợi của mình. Mình xin cảm ơn sự ủng hộ của chị NBA và những cổ động viên đã ở lại cả.